đó cũng ra đó. Tại nhờ cái quyền của cô đó đã rồi đưa đây, đưa máy đi chụp cho. Trời ơi, đẹp quá. Rồi máy của con đi thầy ơi. Nhái đẹp quá. Máy nào và máy nào cần chụp đưa đi thầy chụp. Rồi máy con là thầy một máy con là đủ rồi. Máy gì xem ra chết rồi, chết rồi. Mời cô, mời cô, cái lá này ăn được nha cô. Sống cô làm rồi, được 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 rồi, chiều cao, cao đứng hai bên. Cái người nào thấp là chung vô nè, bà đi chung vô đi bà thấy. Bà này nè vô. Chú đứng vô. Đó, chú quan bà đứng dạt ra hai bên. Người cao đứng hai bên, đứng vòng qua như giống chữ C á. Cười với máy nào với máy đông đi. Đây nghe thầy. Chữ C là nó cong cong nó cong. Rồi, ngó thẳng lên nha, ngó thẳng nha. 1 2 3 rồi gặp lại. Có thấy Phổ Hiền không thầy? Ủa, có hai máy dữ vậy thầy? Nó máy quẳng què. 1 2 3. Rồi xa hơn chút. 1 2 3. Rồi bây giờ chụp với thầy luôn đi. Để anh quẳng què ra, anh quẳng què ra chụp đi. Từ từ, con gói kìa đừng nói. 3. Rồi, quẳng què vô kìa. Hai cũng kìa quẳng què, quẳng què ra. Rồi xong rồi. Thầy để thầy đây đứng đây. Mời thầy. Thầy đứng bìa để thầy cao. Cao đứa ngoài. Sao keo che cái bụng để đi dính sơn mà che cái tay. Trời ơi đâu bay thấy rồi. Không qua nó thấy. Tu rồi, tu rồi mà còn đòi đẹp nữa. Hỏi ta ta tu ta có biết đẹp hết chứ bộ. Ghê nè, bây giờ đứng vô chú Đức ra Đức Đức không hưởng bóng nè. Tại vì nha. Máy thầy kìa. Cười lên nha. 1 Anh Slay đúng rồi. Đúng rồi. Anh đúng rồi. Có 1, 2, 3. Sao cái miếng máy này nó lớn vậy? Trời ơi, sao bấm miết vậy? Đừng bấm nữa, qua chế độ khác rồi. Trời ơi, bấm cái nó khó kia vậy. Trời ơi, mày bấm nó công ta xóa nữa tao mệt. Tao không tính toán mày, tao chứ không nổi. Bấm gì mà cho hàng trăm. Bấm có chục cái thì nhiêu. Rồi xong phải không? Xong rồi. Rồi chưa chắp tay hoài vậy. Rồi, cảm ơn nha. Dạ, như là Phật. Mình không dám nói gì thì có chục xấu, không dám nói gì. Không thầy, hay là mình đi rồi bằng ổng ở trên xe. Ổng thì mình đánh phá, còn ổng phải lên tiếng trước nào là công xa lây. Cái form của thầy kìa. Ờ, thầy nãy giờ thầy quay. À, record, record. Thầy đi khâu hết, chụp hình ghê. Trời ơi, thôi con, thử hình hết con ơi. Ủa có ai sợ chụp ba xui luôn vậy? Không có ai đâu. Wow. Vì phút lục thỏ có xui đâu. Chim đó thầy cho live đó. Đó. Cô á không thích rút cuộc á thầy cho cô lên lên tới live luôn rồi đó. Có không lên mà không lên để tới live luôn. Thank you.
giờ chia tay. Ai vậy là bà con xin cúng người hả? Dạ, con chúc thì nhiều sức khỏe. Rồi đi ăn công đức với Phật tử nha. Dạ. Giờ chia tay đã tới rồi. Rồi xin phép, xin phép. Dạ. Trong giây phút chia tay. Con lên đường về chùa. Mất rồi. Con trên xe. Nữa. À, chỉ còn gần nhau một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Gia đình Đức Cộng là con. Trong giây phút chia tay, con lên đường mà về chùa. Cách ly quá à. Trời ơi, con kêu cách ly tụi mình kìa. Con ra nữa rồi con. Con báo mộng cho cô với thầy biết là còn chả giống gánh. Con chả giống gánh. Còn cái ngày chả giống gánh nữa. Con nói rồi, tụi nó khùng quá. Cô nhớ đi nha, cô nhớ con nhỏ con gái bất hiếu này nha, nhớ. Lâu lâu cô cũng nhớ cái đám khùng để lên. Rồi đi với bông coi mình đẹp ha, bông đẹp. Rồi không viếng viếng Phật xong rồi chụp tấm hình lưu niệm. Thơm á con ha. Bông thơm á, bông ly á. Con cũng thích như bông nhỏ nhỏ nè, bông nhái, con kêu bông nhái. Này, thích cái này. Interview của Vũ Huệ, how about feel in display? Trời ơi, tới đầu tiên con tới chùa này là con rất thích là tại feel đó. Feel good ha. Thích nhất là trò đi chỗ nào cũng bông đầy hết trơn. Mê nhất là vườn rau cải. Dạ con ở đây thì được đất đai rộng rãi đó, con thấy là tuy là con mới ra nhưng mà con nghĩ chùa đã có được vài năm, thành ra bữa nay ra thấy rất là hoàn chỉnh. Trước sau chùa đều đầy đủ hết, bên trong chánh điện cao rộng lớn, còn được cái dưới basement cũng cao lớn, có nhà bếp, nhà ăn rất là rộng rãi, thấy mọi chỗ mọi nơi con thấy đều rất là đầy đủ hết. Dạ. Đang tu bổ cho chùa mỗi năm phát triển vậy đó. Dạ, cảm ơn như vậy. Cầu nguyện các ngài, nãy giờ con đi lại Phật thì con cũng mong được chùa được hân cận, có nhiều Phật tử. Ô Phật. Dạ. Rồi mời chụp chung tấm hình lưu niệm. Cây này cây gì cô Dương Đảo? Dạ bông cúc.
cúc hả? Dạ cúc. Bông hả? Dạ bông. Ồ, hình tưởng nó rau chứ. Cúc ngộ gì ta? Ôi, vô cái nhà thầy mà thầy hỏi tưởng rau kìa, như vậy chứ tỏ là thầy cúng, em quên thầy, thầy chồng không đó. Của thầy. Thầy chồng không đó, thầy hỏi cái gì? Chồng ăn bao nhiêu mà cho biếu không? Dạ. Có chú thấy cái trái là hồ lô đó. Dạ. Hồ lô đó, cái hồ lô đó. Dạ. Chờ. Mấy mùa rồi phải không? Sao cô không nhỏ lên nè? Dạ. Không hết. Ủa xong trái trái vừa gan rồi trơn rồi ta? Chưa tới ngày giờ của người ta. Chưa đủ tuổi. Facebook hư hết trơn giờ không có còn Facebook nào. Cái này giống như farm á cô. Đi chơi đi khó rồi, hẹp á, nằm ở bụi vậy nè. Cái bước dịch này nó hơi nhiều á. Dạ, cái này nhiều. Phải không? Vậy là hoàn tất rồi đó hả? À, hoàn tất rồi đó. Dạ. Rồi tổng cộng bao nhiêu? Trăm mấy. Bằng miếng đất này luôn. Ờ, bằng hơn. Để đổ cái bạc kinh không hết 560 rồi. Nổi mấy cái này là hết trăm mấy bằng mua miếng đất này. Chu cho đổ quá trời là đổ đất. Đổ đất quá trời. Đổ 7 inch, 7 inch, 6 inch. Thà là vậy là một lần khó. Dạ. Chứ để làm sao tốn tiền không bao lâu. Tượng cũng nhiều, tượng cũng 70-80. Các năm muốn ăn mấy cô. Tháng 8 mình vô Vu Lan rồi bầu ở trên đầu nó bọc bầu bí nhiều lắm. Năm rồi. Cứ vợ đi về đây không lại. Hả? Mình tí thôi vô đây. Không, mấy năm rồi không có vô. Nay cũng 3 4 năm vậy đó. Thì đó vô là mất con. Dạ. Mình gắn cái hào quang năm nào không nhớ. Chắc là 27 quá. Mua dây về con cuốn như hai cô. Cô cấy ra. Vậy là cô hết cấy mẹ ở một lần vậy đó. Tôi nếu mà thấy cái biết sao cái thúng này nó bị kẹt nè, nếu mà muốn cho nó lại thì tôi khỏi đi. Rồi. Vậy con dầu trả chút xíu mà. Ừ. Con nó bẻ ngay được. Tụi con chỉ mượn diễn văn nghệ vậy thôi à. Mà giờ về ngoại cũng không dám làm gì, đeo suốt ngày vậy á. Chính một cái người mà thay cô, cái này cô ý thôi nha. Nếu mà làm được bẻ ra cho nó xuống cái thao cái gì mà chắc chắn mẹ gánh cái đàn ông gánh đâu có trời ơi cho con gánh mẹ một lần không có đàn ông gánh ba con bố dựng dở kịch à gọi luật nhân quả là bố sao bố không đem mấy trái bầu cho con vậy thành câu quá thầy nói là quá con tắm thầy con tắm
Cô chân đào lại đứng với bông coi bông đẹp hơn hay người đẹp hơn? Dạ con khỏi cần diễn là coi như là đóng ác sẵn rồi, đúng không? Bông đẹp hơn hay người đẹp hơn? Còn ở trước Quan Âm nữa. Chục tấm làm kỷ niệm bố ơi. Bông đẹp quá kìa. Bông này bông gì không? Bông giả quỳ. Giả quỳ hả? Dạ, gọi là giả quỳ đó cô, chứ không phải cút đâu. Giả quỳ đó, giả quỳ. À vậy ông thường, ông Hòa Thượng thông triết, ông hỏi tên gì mình đâu biết đâu. Giả quỳ đó cô. Giả quỳ đó chứ không phải cút đâu á. Ờ, cái này lâu tàn lắm. Dạ đúng, giả quỳ cái này ở trên Đà Lạt nó có đầy, nó gọi là giả quỳ. Nó xấu xấu vậy chứ nó lâu tàn lắm. Nó lâu tàn lắm, nó vậy hoài, ở trên Đà Lạt nó mọc hai bên đường đầy hết. À, còn cái đài đài Quan Âm hồi trước bông cũng nhiều lắm. Dạ, nãy thì con tạc nha, trời đẹp quá trời. Nè, cái trái này nè, nó cực chi. Nó đó. Trong trái squat vậy đó. Nhưng mà nó gọi là cực chi đó thầy, có cái này. Bông tăm trắng á.